hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo hiệu ứng chữ chạy và xuất hiện theo âm thanh. Bạn có thể ứng dụng để thực hiện giống như kiểu phụ đề của một bài tập nghe như sau. The town of trees, where they live quite at their ease, with their neighbors at their side. Hay là kiểu just karaoke lời của một bài hát thế này. A lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Các hướng dẫn thông thường bạn có thể đã từng xem qua đó là thực hiện bằng hệ thống new animation và canh chỉnh thời gian của từng animation cho khớp với từng hợp chữ. Với riêng mình thì mình không có nhiều kiên nhẫn để làm như vậy vì quá mất thời gian. Nếu bạn vẫn muốn thực hiện hiệu ứng này trên PowerPoint thì mình sẽ hướng dẫn bạn một số kỹ thuật quan trọng, đó là kỹ thuật bookmark và trigger, phân đoạn tự động, để tạo được hiệu ứng chữ chạy theo âm thanh một cách nhanh chóng hơn rất nhiều. Bắt đầu với ví dụ đầu tiên, ta sẽ làm hiệu ứng từng dòng thơ sẽ xuất hiện theo lời đọc bài thơ như thế này. Bạn copy đoạn văn bản bạn đã có sẵn và dán vào PowerPoint. Khi sao chép như vậy thì tất cả văn bản sẽ thuộc cùng một hợp chữ. Thế nhưng bạn muốn tách hiệu ứng ra thành từng câu, tức là từng hợp chữ riêng biệt cơ. Thay vì copy từng câu một thì với mẹo này bạn có thể thao tác rất nhanh. Ở thẻ Home, bấm vào để mở cửa sổ Clipboard, tức là nơi lưu trữ là bộ nhớ tạm những gì các bạn đã từng bấm sao chép hay cắt dán. Nếu có sẵn gì trước đó rồi thì xóa hết đi đã. Giờ bạn sẽ tô câu đầu tiên, bấm Ctrl-C, rồi tiếp tục tô câu tiếp theo, bấm Ctrl-C. Cứ lần lượt từng câu, khi Ctrl-C thì sẽ được lưu trong bộ nhớ đệm. Rồi giờ có thể xóa hợp chữ này. Bấm lần lượt theo thứ tự câu thơ đầu tiên trong bộ nhớ. Ngay lập tức bạn sẽ thấy nó xuất hiện trong một hợp chữ riêng. Click chuột bất kỳ để bỏ chọn, rồi tiếp tục click lần lượt các câu thơ tiếp theo. Như bạn thấy, giờ bạn đã có mỗi câu thơ là một hợp chữ riêng biệt. Có thể chỉnh lại vị trí và sắp xếp độ giãn cách cho đều nhau. Rồi tạm để đó, ta sẽ xử lý phần âm thanh. Chèn âm thanh có định dạng phù hợp vào. Chọn biểu tượng âm thanh, rồi chọn thẻ Playback. Đây là âm thanh giọng đọc 4 dòng thơ này. Việc của chúng ta là sẽ dùng bookmark để đánh dấu thời điểm bắt đầu đọc của từng câu. Mình sẽ bấm play để nghe thử. Đó đã là những chữ đầu tiên trong câu đầu tiên. Vậy nên ta sẽ đánh dấu luôn là add bookmark. Bạn sẽ thấy một dấu tròn được đánh dấu trên đoạn âm thanh. Đó là thời điểm câu 1 được đọc. Tiếp tục nghe xem khi nào là câu 2. Is the town of trees, where they live. Đó là câu 2. Vậy thì lại add bookmark. Nghe tiếp để đợi câu số 3. Quite at their ease, with their name. Khi câu 3 vừa được đọc lên thì add bookmark. Tương tự thêm bookmark đánh dấu câu 4. Bạn thấy đó, rất đơn giản, chỉ cần bấm qua lại giữa hai nút này. Nghe đến câu nào thì bấm bookmark đánh dấu câu đó. Nếu nghe nhầm thì có thể bấm xóa đi. Nếu đoạn âm thanh của bài dài hơn, nhiều câu hơn, nhiều đoạn hơn thì bạn chỉ cần đánh dấu nhiều bookmark hơn mà thôi. Nếu có nhiều điểm đánh dấu bookmark gần nhau trên thanh thời gian khiến bạn khó nhìn và khó lựa chọn được nó, thì bạn có thể dùng phím tắt sau để chọn được chính xác. Antelec Home để trở về điểm bookmark trước đó và Antelec End để đến điểm bookmark tiếp theo. Rồi ta sẽ tạo hiệu ứng cho các hợp chữ. Tôi để chọn tất cả. Add Animation, thêm cho mình một hiệu ứng xuất hiện. Nên chọn hiệu ứng nào nhanh và đơn giản thôi. Lại tiếp tục tôi để chọn tất cả. Add Animation, chọn thêm một hiệu ứng nhấn mạnh. Ví dụ, Font Color là hiệu ứng đổi màu chữ cả câu. Hay Rust Color là hiệu ứng đổi màu chữ kiểu karaoke. Mở cửa sổ Animation Pane. Nhấn phím Shift để chọn tất cả các hiệu ứng nhấn mạnh vừa mới tạo. Click chuột phải chọn Effect Option. Xác định lại màu sắc chữ sẽ biến đổi thành màu gì. Ở thẻ Timing, mục Duration, bạn có thể chỉnh lại tốc độ đổi màu chữ thành trung bình hay chậm để không quá nhanh so với tốc độ giọng đọc. Hoặc bạn chỉnh thông số Duration cụ thể ở đây cũng được. Cuối cùng, ta sẽ gắn các hiệu ứng này tương ứng với các điểm bookmark âm thanh đã tạo. Hợp chữ của câu thơ đầu tiên khi mình đã tạo thì đã được PowerPoint đặt tên mặc định là hợp chữ 1, Text Box 1. Giờ mình sẽ nhấn giữ phím Ctrl để chọn cùng lúc hai hiệu ứng của hợp chữ 1 là hiệu ứng màu xanh, hiệu ứng xuất hiện, và hiệu ứng màu vàng, hiệu ứng nhấn mạnh. Ở công cụ Trigger, mình chọn On Bookmark
của đoạn âm thanh với thời điểm bắt đầu tương ứng của câu 1 chính là bút mặt 1. Tiếp tục nhấn giữ Control để chọn hai hiệu ứng của hộp chữ 2, text box 2. Trigger của nó sẽ là on bút mặt 2, tức là điểm đánh dấu thứ 2 trên đoạn âm thanh. Tương tự chọn hai hiệu ứng của hộp chữ 3, trigger sẽ là bút mặt 3. Cứ như vậy, đã đánh dấu bao nhiêu bút mặt thì bạn sẽ gắn nó với các câu hay đoạn tương ứng. Giữ Control chọn các hiệu ứng nhấn mạnh màu vàng. Bạn chỉnh thời gian bắt đầu của nó sẽ là After Reveals, tức là sau khi hiệu ứng xuất hiện màu xanh lá được thực hiện xong. Bạn lưu ý số thứ tự của các hộp chữ này khi bạn tạo ra thì nó sẽ được đặt tên ngẫu nhiên theo bao của bạn, chứ không phải sẽ giống y như mình đâu. Bạn chỉ cần nhớ hộp chữ nào là text box số mấy để gắn cho đúng thứ tự bút mặt là được thôi. Giờ ta sẽ bấm xem thử kết quả. Nếu tỉ mỉ hơn muốn tinh chỉnh tốc độ chạy chữ của từng câu thì bạn có thể vào hiệu ứng màu vàng của nó để tăng giảm duration nhé. Sau khi đã cài đặt hiệu ứng xong hết, giờ mình sẽ trang trí slide đơn giản bằng cách chèn một hình nền phù hợp, sắp xếp lại các hộp chữ, thêm tiêu đề nữa thôi là xong. Bạn có thể để ký hiệu âm thanh này trong slide để chủ động bấm phát, hoặc là vào playback chọn High During Show, như vậy biểu tượng cái loa này sẽ được ẩn đi khi đang ở chế độ trình chiếu. Với ví dụ này, bạn thấy từng câu xuất hiện dần và các câu trước không biến mất đi. Nhưng nếu bạn muốn làm kiểu như lời bài hát thế này, tức là câu sau khi chạy ra thì sẽ biến mất để có khoảng trống cho những câu tiếp theo hiện lên, để cho không quá nhiều chữ trên màn hình cùng lúc. Để làm như vậy thì bạn cũng thực hiện các thao tác ban đầu giống y như ví dụ lúc nãy mà thôi. Tạo các hộp chữ riêng biệt của từng câu, cũng Add Animation, thêm hiệu ứng xuất hiện màu xanh, rồi Add Animation và thêm một hiệu ứng nhấn mạnh màu vàng nào mà bạn thích. Ví dụ mình chọn kiểu hiệu ứng rung nhẹ. Tốc độ hiệu ứng diễn ra trung bình, thời điểm diễn ra là After Reveals. Và bạn cũng sẽ lại gắn trigger là on put mark cho các đoạn tương ứng với những điểm đã đánh dấu trên đoạn âm thanh. Thao tác khác biệt cần thực hiện thêm so với ví dụ đầu tiên là bây giờ bạn sẽ chọn tất cả hộp chữ, Add Animation và chọn một hiệu ứng màu đỏ, tức là hiệu ứng biến mất. Giờ để sắp xếp được các hiệu ứng biến mất này, ta sẽ phân tích logic chung của hiệu ứng nhé. Ví dụ câu 1 và câu 2 là một cặp. Nó sẽ phải biến mất ngay trước khi câu số 3 xuất hiện. Vậy nên bạn sẽ kéo hiệu ứng màu đỏ của cặp này di chuyển xuống ngay trên hiệu ứng xuất hiện của câu số 3. Thời điểm diễn ra của nó sẽ là on click cho câu 1 và with reveals cho câu 2. Tương tự, mình kéo hiệu ứng biến mất của câu số 3 và câu số 4 đến ngay trước hiệu ứng xuất hiện của câu 5. Cũng như vậy, câu 5 và câu 6 sẽ biến mất ngay trước hiệu ứng xuất hiện của câu 7. Sau khi đã tạo xong các hiệu ứng, cuối cùng bạn chỉ cần thiết kế slide cho hoàn thiện với một hình nền, đổi màu chữ, phông chữ, cỡ chữ, sắp xếp nhanh hàng loạt các hộp chữ vào vị trí cân đối bằng Arrange và canh chỉnh tự động theo các chiều không gian, hoặc là tự canh chỉnh thủ công. Giờ chúng ta sẽ F5 để xem thử kết quả khi trình chiếu nhé. Cũng như lúc nãy mình đã nói, nếu bạn có thời gian để tỉ mỉ thì có thể điều chỉnh lại thời gian diễn ra của từng hiệu ứng nhấn mạnh bằng cách thay đổi duration. Dù sao thì việc này cũng đỡ mất thời gian và công sức hơn rất nhiều so với cách làm hiệu ứng theo kiểu truyền thống mà không tận dụng tính năng bookmark và trigger. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.